Chào các bạn. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài học số 15, là bài học về tổng mức đầu tư, hay còn được gọi là tổng hợp dự toán xây dựng công trình. Ở đây thì tôi dùng cái thuật ngữ là tổng mức đầu tư thì nó ngắn gọn hơn và nó được sử dụng phổ biến và phổ quát, tổng quát hơn. Thì ở đây thì có 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất là chúng ta tìm hiểu xem là cái bảng biểu để tính tổng đầu tư thì là bộ dựng hướng dẫn như thế nào, gồm những chi phí gì, công thức tính ra làm sao, nội suy ra làm sao. Sau đó thì qua đó thì chúng ta sẽ định nghĩa được cái bảng tổng đầu tư là gì. Tiếp theo, mục thứ ba là chúng ta sẽ thực hành việc tính toán tổng đầu tư trên một cái file Excel trắng trơn, tức là chúng ta phải làm từ đầu. Và cuối cùng là chúng ta sẽ thực hành cái việc tính toán tổng đầu tư trong phần mềm dự toán G8. Và tôi cũng xin nói thêm một chút là trong cái video này chúng tôi sử dụng phần mềm dự toán G8 để mô phỏng các cái bảng biểu cho nó thuận tiện, vì là cái phần mềm dự toán G8 là một trong những cái phần mềm mà có cái tính năng rất là mạnh và vô cùng là dễ sử dụng. Đấy. Và được sử dụng rất phổ biến trên cả nước, cả miền Bắc, miền Trung, miền Nam, từ các chủ đầu tư, các đơn vị thi công xây lắp, các đơn vị tư vấn, cũng như là các sở ban ngành như sở xây dựng, sở giao thông, rồi sở nông nghiệp, với các bộ ngành khác cũng sử dụng rất là nhiều. Thì chúng tôi sử dụng phần mềm G8 để mà hướng dẫn cũng như là để mô phỏng các cái bảng biểu cho nó dễ và cho nhanh. Thế thì bây giờ chúng ta chuyển sang cái nội dung chính là tìm hiểu và xác định tổng mức đầu tư của một cái công trình như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái thông tư 06 năm 2016 do Bộ Xây dựng ban hành. Bây giờ là đầu tháng 2 năm 2019 thì cái thông tư này là vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên sau này thì có thể là Bộ Xây dựng sẽ thay đổi, sẽ sửa đổi và sẽ ban hành một cái thông tư mới, ví dụ năm 2020, 2023 chẳng hạn có thông tư mới thì sẽ sửa đổi đi. Thế tuy nhiên thì khả năng cao thì các cái bảng biểu tính toán về cơ bản nó cũng sẽ giống thôi, hoặc là có thay đổi nhưng mà thay đổi sẽ không đáng kể. Khi đó thì chúng ta sẽ xem lại cái video trong một vài phút là chúng ta sẽ hiểu được cái sự thay đổi thôi. Rồi thì trong những cái video trước thì tôi đã hướng dẫn, tôi cũng đã nói rằng cái thông tư 06 này là một thông tư vô cùng quan trọng đối với tất cả các đơn vị tư vấn, các nhà thầu xây lắp cũng như là các chủ đầu tư, các sở ban ngành. Thì tất cả chúng ta đều phải quan tâm cái thông tư này. Thông tư này lấy ở đâu ra? Thì trong phần mềm dự toán G8, các bạn vào menu dự toán này, luật xây dựng này. Đấy. Hoặc là chúng ta kích vào cái sheet luật xây dựng ở đây. Kích vào sheet luật xây dựng ở đây thì nó cũng ra cái sheet này. Thì ở phía trên là các cái văn bản của chính phủ, các cái nghị định của chính phủ. Phía dưới là các cái văn bản của Bộ Xây dựng. Đấy. Đầu tiên là các cái tài liệu về đo bóc tiên lượng số 451. Tiếp theo là một loạt các cái định mức phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát, sửa chữa vân vân. Và tiếp theo phía dưới là các thông tư rất quan trọng, ví dụ thông tư 05/2016 để tính lương, thông tư 06/2016 để tính đơn giá cá máy, cũng như là xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình. Đấy, thì đây cái thông tư đấy nằm ở dòng số 32, số tự là 24. Thì có cột ngoài cùng là tải về, chúng ta kích vào. Rồi, chúng ta chờ một chút để cho cái trình duyệt nó mở lên. Thì chúng tôi mở website của Bộ Xây dựng có địa chỉ là moc.gov.vn trên màn hình chúng ta. Đây. Đấy, thì chúng ta vào đây. Thì đây là website chính thống của Bộ Xây dựng, thế cho nên là chúng ta rất yên tâm. Thì đây là cái thông tư 06 nằm ở đây. Và cái file đính kèm, tệp đính kèm thông tư 06 nằm đây thì chúng ta tải về. Sau đó thì chúng ta mở ra thì nó cũng tương tự như là cái màn hình tôi đang thể hiện đây. Rồi. Thì trong thông tư 06 này thì nó có cái bảng phụ lục số 2 là ở trang số 32. Thì Bộ Xây dựng dành hẳn một cái phụ lục để hướng dẫn chúng ta việc xác định cái dự toán xây dựng công trình. Tổng dự toán xây dựng công trình hay chúng ta được gọi là tổng đầu tư. Đấy. Thì được xác định dựa trên công thức là chi phí xây dựng này. Được xác định dựa trên 6 thành phần. Là thứ nhất là chi phí dựng, thứ hai là thiết bị, thứ ba là quản lý dự án và tư vấn, thứ tư là chi phí khác và thứ năm là chi phí dự phòng. Ở các bài học trước thì tôi đã hướng dẫn
Ví dụ như là chi phí xây dựng ký hiệu là GXD thì nó nằm ở trong cái phụ lục số 3. Phụ lục 3 ở trang số 56. Đây. Phụ lục 3 trang số 56 nó có bảng 3.3, 3.1, 3.2 đến tận 3.9 thì là một cái phụ lục chỉ hướng dẫn chuyên về cái một chi phí duy nhất là chi phí xây dựng công trình, ký hiệu là GXD. Đấy, như vậy là một cái chi phí xây dựng ký hiệu GXD là chúng ta có hẳn một cái phụ lục 3 để xác định. Và tôi đã hướng dẫn rất kỹ ở cái bài số học số 8. Bài số 8 về dự toán chỉ, bảng tổng hợp chi phí xây dựng công trình. Ở các bài học trước thì tôi đã hướng dẫn cái tổng hợp dự toán chi phí thiết bị rồi. Tôi đã hướng dẫn cái chi phí khác bao gồm có hạng mục chung. Trong hạng mục chung thì có các cái như là lán trại nhà tạm, rồi công tác không xác định được khối lượng thiết kế, rồi là hạng mục chung còn lại. Thì tôi đã hướng dẫn rất kỹ ở các bài học trước. Chúng ta chưa biết đến hoặc là chúng ta chưa nhớ thì chúng ta xem tìm lại các cái bài video nói về hạng mục chung, nói về công tác không xác định được khối lượng thiết kế, vân vân. Ở bài học trước thì tôi cũng đã nói về chi phí dự phòng rồi. Đấy, thì chúng ta chưa nhớ hoặc là chúng ta chưa biết thì chúng ta tìm xem cái video nói về chi phí dự phòng của chúng tôi. Thì hôm nay là chúng ta đi bài học số 15 là cái bài học cuối cùng để chúng ta xác định được tổng đầu tư. Thì là cái chúng ta tìm hiểu thêm các chi phí như là quản lý dự án và tư vấn. Sau đó thì chúng ta sẽ xác định được cái tổng đầu tư của cả một cái dự án như thế nào. Thế thì cái bảng biểu mà thể hiện cái bảng tổng mức đầu tư thì là bảng 3 chấm bảng 2.1 trang số 38, bảng 2.1 trang số 38 đây, trang số 38. Thì bộ xây dựng yêu cầu chúng ta một cái bảng là bảng 2.1 là tổng hợp dự toán xây dựng công trình. Thì thực tế các chi phí ở đây nó đã thể hiện được hết tất cả các chi phí cho một cái dự án và nó tương đương với việc là xác định tổng đầu tư của một cái công trình hay của một cái dự án. Chúng ta xem là trong này gồm những chi phí gì. Như tôi vừa nói là gồm có 6 chi phí. Thứ nhất là chi phí dựng, thứ hai là thiết bị, thứ ba là chi phí quản lý dự án, thứ tư là chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình, thứ năm là chi phí khác và thứ sáu là chi phí dự phòng, đúng như cái công thức ở phụ đầu phụ lục 2 đã hướng dẫn. Đó. Thế thì ở các bài học trước chúng ta đã biết được chi phí dựng rồi thì tôi không cần nhắc lại nữa. Chúng ta biết được chi phí thiết bị rồi, tôi không nhắc lại nữa. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nốt các cái chi phí như là quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng. Đấy, cũng như là chi phí khác. Đấy. Chi phí khác thì có hạng mục chung chúng ta biết rồi. Chi phí khác ví dụ là chi phí kiểm toán, rồi thẩm tra phê duyệt kế toán, thẩm định công trình vân vân. Đấy, rồi là tiền chi phí mà đất mua thuê quyền sử dụng đất, rồi là giả phá bom mìn, rồi là đền bù giải phóng mặt bằng vân vân. Đấy, thì nó nằm ở mục 5 là chi phí khác và cuối cùng là chi dự phòng chúng ta được học rồi. Đấy, thì cái video này tôi sẽ tập trung vào hai cái chi phí chính, ba chi phí chính, một là chi phí quản lý dự án, hai là chi phí tư vấn đầu tư dựng và cái ba là chi phí khác, trong đó có chi phí kiểm toán rồi thẩm tra phê duyệt quyết toán vân vân. Rồi thì như vậy qua cái khảo sát về cái bảng tổng hợp dự toán xây dựng công trình hay còn được gọi là bảng tổng đầu tư thì chúng ta có một cái định nghĩa về bảng tổng đầu tư là bảng thể hiện tất cả các chi phí mà đơn vị lập dự án xác định được. Đấy, để giúp cho chủ đầu tư ấy có một cái nhìn tổng quát về cái tổng giá trị, tổng chi phí mà chủ đầu tư cần có để chuẩn bị thực hiện một cái dự án hay là chuẩn bị thực hiện một công trình. Đấy, thì cái định nghĩa tôi là ngắn gọn vậy thôi. Nói tóm lại nó là tổng chi phí của một cái công trình mà chúng ta cần xác định được để giúp cho chủ đầu tư người ta chuẩn bị cái nguồn kinh phí để người ta thực hiện một cái dự án hay là thực hiện một cái công trình. Đấy, cho nó thành công, cho nó hoàn thiện. Đó. Và như tôi vừa định nghĩa thì có 6 chi phí. Một là xây dựng, hai là thiết bị, ba là quản lý dự án, bốn là tư vấn đầu tư xây dựng, năm là chi phí khác và sáu là chi phí dự phòng. Rồi bây giờ chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì hai cái chi phí này nó nằm ở cái định mức số 79 năm 2017 do Bộ Xây dựng công bố. Đấy. Thì bây giờ đầu tháng 2 năm 2019
thì cái định mức số 79 này vẫn còn hiệu lực, vẫn còn đang được sử dụng. Tuy nhiên sau này đến năm 2020, 21 vân vân trở đi thì có thể là Bộ Xây dựng sẽ thay đổi cái định mức 79 này bằng một định mức mới, ví dụ định mức 80 năm 2021 chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì về cơ bản nó cũng, tôi cho rằng là nó cũng sẽ tương tự thôi. Nó chỉ thay đổi cái tỷ lệ phần trăm hoặc là một vài cái điểm nhỏ nhỏ thôi, chứ cũng chắc cũng không có gì là quá ư là thay đổi 180 độ được. Nó cũng có thay đổi nhưng mà không đáng kể. Bây giờ trong cái 79 này có rất nhiều các chi phí, ví dụ như là chi phí quản lý dự án này, rồi là chi phí lập dự án này, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật này. Đấy. Rồi là chi phí nghiên cứu tiền khả thi, chi phí nghiên cứu khả thi. Đấy. Rồi là chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Đấy. Vân vân. Đấy. Thì ở đây tôi sẽ đưa một cái chi phí là chi phí thiết kế ra để hướng dẫn. Thì nó cũng đại diện cho cái việc tra bảng cũng như nội suy. Còn các cái chi phí khác như quản lý dự án, lập rồi là lập báo cáo tiền khả thi, lập báo cáo khả thi, rồi là lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, rồi là lựa chọn nhà thầu, rồi giám sát thi công xây dựng, vân vân. Thì về cơ bản nó cũng tương tự thôi. Đấy, bây giờ chúng ta đi, tôi hướng dẫn một cái mẫu là hướng dẫn cái chi phí thiết kế xây dựng trình. Thì ở trang số 15, trang số 15 trong cái định mức 79, mục 45 mã, thì Bộ Xây dựng hướng dẫn là gì ạ? Là mục 2 nhỏ đây ạ, chi phí thiết kế xây dựng được xác định theo cái tỷ lệ phần trăm. Đấy, công bố ở từ bảng số 5 đến bảng số 14, tức là chúng ta có đến 10 bảng. Từ 5 đến 14 là chúng ta có 10 bảng tất cả. Đấy, thì chúng ta có 10 bảng để hướng dẫn. Thì bây giờ chúng ta xem như thế nào cụ thể. Bộ Xây dựng nói rằng là chi phí kế sẽ bằng cái, sẽ được tính bằng cái định mức bằng chi phí xây dựng nhân với cả cái định mức tính từ bảng số 5 đến bảng số 14. Thì tôi lấy ví dụ thế này. Chi phí xây dựng đối với công trình dân dụng thì Bộ Xây dựng cho chúng ta hai bảng. Bảng thứ 5, bảng số 5 là đối với công trình thiết kế 3 bước. Đấy, bảng số 6 là đối với công trình thiết kế 2 bước. Đấy. Tương tự như vậy, đối với công trình công nghiệp thì cũng có là phân làm 2 bảng. Bảng số 7 là thiết kế 3 bước. Bảng số 8 là đối với công trình công nghiệp nhưng mà thiết kế 2 bước thôi. Đấy. Tiếp theo phía dưới sẽ là công trình giao thông. Cũng là bảng số 9 là thiết kế 2 bước đối với giao thông. Bảng số 10 là công trình giao thông thiết kế 2 bước. Vân vân. Thì phía dưới nữa sẽ là công trình nông nghiệp phát triển nông thôn. Thì tôi sẽ không mất công để cuộn quá nhiều màn hình, nó mất thời gian ra. Thì chúng ta nhớ rằng là trong cái thiết kế phí này thì có cả các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, tức là nông nghiệp phát triển nông thôn, rồi hạ tầng kỹ thuật, có đủ 5 loại công trình để chúng ta xác định. Đấy. Như vậy cái yếu tố thứ nhất để xác định sự để tra cái bảng 79 này, ví dụ như chi phí thiết kế chẳng hạn, là yếu tố thứ nhất phụ thuộc vào loại công trình. Là công trình dân dụng này, có 5 loại. Thứ nhất là công trình dân dụng này. Thứ hai là giao thông này. Thứ ba là nông nghiệp phát triển nông thôn này. Thứ tư là hạ tầng kỹ thuật này. Và thứ năm là công trình về công nghiệp. Đấy, có 5 loại công trình là dân dụng này, công nghiệp này, giao thông này, thủy lợi hay được gọi là nông nghiệp phát triển nông thôn. Và thứ năm là hạ tầng kỹ thuật. Đấy, và mỗi một loại công trình sẽ có một cái bảng biểu ở phía dưới này. Như vậy thứ nhất là phụ thuộc vào loại công trình, chúng ta biết rồi. Thì cái phân loại công trình này thì lại chúng ta lại có một cái văn bản, một cái thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau. Đây. Thì chúng ta tại thời điểm này là tháng 2 năm, đầu tháng 2 năm 2019, thì chúng ta xem tra trong thông tư 03 năm 2016 do Bộ Xây dựng công bố về quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng công trình. Đấy. Thì chúng ta nhớ được là khi mà chúng ta muốn tra cái việc phân cấp và phân loại công trình thì chúng ta tra theo thông tư 03 năm 2016 do Bộ Xây dựng công bố ban hành ngày 10 tháng 3 năm 2016. Thì cái việc phân cấp công trình này, người ta phân cấp theo hai tiêu chí. Ở bảng phụ lục 1 thì là phân cấp công trình xây dựng
theo quy mô, đấy, công suất hoặc là tầm quan trọng của công trình. Đấy, thì ở cái phụ lục 1 này, bảng 1.1 là phân cấp công trình dân dụng. Thì tôi lấy ví dụ một cái đi, ví dụ một trường trung học cơ sở để ví dụ minh họa chúng ta thế nào là phân theo quy mô, công suất hay tầm quan trọng. Đấy, ví dụ trường mục trường trung học cơ sở, đấy, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học chẳng hạn. Thì cái tiêu chí để phân cấp ở đây là gì ạ? Là tổng số học sinh toàn trường. Có nghĩa là chúng ta tính theo gì ạ? Theo quy mô công suất, theo công suất của cái trường đấy là bao nhiêu em học sinh toàn trường. Ví dụ nếu như mà nhỏ hơn 1.350 em thì chúng ta thấy rằng ở cái cột này là chính là công trình cấp 3. Thế nếu mà lớn hơn hoặc bằng 1.350 em, ví dụ như là 1.500 em chẳng hạn, thì công trình là công trình cấp 2. Đấy, như vậy là chúng ta thấy là đấy là đối công trình về trường học chẳng hạn. Đối công trình về bệnh viện chẳng hạn, tôi lấy ví dụ bệnh viện đa khoa, đấy, thì người ta tính theo là công suất, số giường, ví dụ tổng số giường bệnh nội trú đấy ạ. Đấy, là ví dụ như là nhỏ hơn 250 giường bệnh thì là cấp 3. Đấy, chúng ta thấy ạ, 250 giường bệnh cấp 3. Từ 250 đấy, đến nhỏ hơn 500, ví dụ như là 300, 400 giường, 450 giường chẳng hạn, đấy, vân vân, thì nó là công trình cấp 2. Đấy. Thế từ 500 giường bệnh đến 1.000 giường bệnh thì nó là cấp 1, đấy, vân vân. Đấy là phân theo quy mô công suất. Đấy, thế bây giờ đấy là công trình bệnh viện. Thế bây giờ có thể những công trình như công trình thể thao như sân vận động, nhà thi đấu, đấy, sân golf, bể bơi, rồi công trình văn hóa như là trung tâm hội nghị, rồi rạp chiếu phim, rạp xiếc, vân vân, bảo tàng, thư viện, rồi công trình khác như chợ chẳng hạn, rồi nhà ga hàng không, hay là trụ sở các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị như là quốc hội, chính phủ, vân vân. Đấy. Rồi bảng 1.2 là phân cấp đối với công trình công nghiệp. Đấy, ví dụ như trạm nghiền xi măng thế nào, rồi nhà máy sản xuất viên xây cấu kiện gạch bê tông khí AAC chẳng hạn. Đấy, thì phân cấp theo là cái số lượng thành. Đấy, thì ở đây là có phân cấp theo cái quy mô công suất của nhà máy. Đấy. Hay là như nhà máy luyện kim chế tạo chẳng hạn. Đấy, thì phân cấp theo có rất nhiều loại nhà máy, rồi khai thác mỏ, chế biến khoáng sản, rồi là dầu khí, rồi là năng lượng, rồi hóa chất, vân vân. Đấy, thì chúng ta tham khảo rất nhiều loại công trình. Tiếp theo bảng 1.3 là phân cấp đối với công trình hạ tầng kỹ thuật như là cấp nước, thoát nước chẳng hạn, xử lý chất thải chẳng hạn. Đấy, rồi là hệ thống chiếu sáng công cộng, vân vân. Bảng 1.4 là phân cấp công trình giao thông, tất nhiên là vẫn là theo quy mô công suất đấy ạ. Ví dụ như là đường bộ chẳng hạn, đường ô tô cao tốc chẳng hạn, thì chúng ta phân theo cái tốc độ xe khi mà thiết kế chẳng hạn, là ví dụ như là từ 60 đến 80 km/h thì là cấp 2. Đấy, từ lớn hơn 80 đến 100 thì là cấp 1, vân vân. Đấy. Rồi là đường trong đô thị. Rồi là đường sắt chẳng hạn, rồi là cầu, rồi hầm, rồi đường thủy nội địa. Đấy, rồi hàng hải, hàng không. Đấy. Bảng 1.5 là phân cấp công trình thủy lợi, nông nghiệp phát triển nông thôn. Đấy, công trình thủy lợi như là cấp nước chẳng hạn, hồ chứa nước chẳng hạn, hay công trình cấp nguồn nước chưa xử lý chẳng hạn, công trình đê điều chẳng hạn. Đấy, thì người ta đều phân cấp cả theo diện tích là bao nhiêu nghìn hecta, hay là hồ chứa nước là theo dung tích là bao nhiêu triệu mét khối, đấy, vân vân. Đấy. Đây là bảng phụ lục số 1. Bây giờ chúng ta lại có bảng phụ lục số 2. Là có người ta không phân theo, có chủ đầu tư người ta không phân theo quy mô công suất hay là tầm quan trọng của công trình, mà người ta lại phân theo kết cấu chẳng hạn, quy mô của kết cấu chẳng hạn. Thì chúng ta lại quan tâm phụ lục 2 là phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu. Đấy. Thế thì bây giờ tôi lấy ví dụ là một cái nhà cao tầng chẳng hạn. Đấy. Thì người ta có thể phân biệt là số tầng cao. Đấy. Ví dụ như là 1 tầng thì là nhà cấp 4. Đấy. 2 đến 7 tầng thì là cấp 3. Đấy. 8 đến 20 tầng là cấp 2. Đấy. Từ 20 lớn 20 đến 50 thì là cấp 1 chẳng hạn. Đấy. Thì có rất nhiều dạng nhà. Ví dụ như là kết cấu dạng cột trụ tháp trong các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hay là kết cấu dạng cột trụ tháp
trong công trình hạ tầng kỹ thuật, chẳng hạn như cột anten thu phát sóng chẳng hạn đấy, người ta cũng đều có các tiêu chí để người ta phân theo kết cấu đấy, vân vân. Hay là cầu chẳng hạn cũng có, người ta phân theo kết cấu của công trình, ví dụ theo là nhịp kết cấu lớn hơn nhất là bao nhiêu mét đấy, ví dụ nhịp kết cấu của nó là lớn nhất là 25 mét thì đó là cấp 4, từ 25 lớn 25 đến 42 thì là cấp 3, vân vân. Thì chúng ta tham khảo, hầm cũng có, tường chắn cũng có theo kết cấu. Rồi. Rồi các cảng biển cũng tính theo kết cấu cũng có, vân vân. Rồi thì chúng ta xem thêm ở phía dưới này nhé. Nói tóm lại là cái phân cấp công trình là cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 thì chúng ta tuân thủ theo thông tư 03 năm 2016 do Bộ Xây dựng ban hành. Đấy, tính thời điểm này là tháng 2 năm 2019 thì chúng ta tuân thủ theo 03 năm 2016. Tiếp theo, phân cấp rồi, bây giờ nếu mà cấp chi phí thiết kế chẳng hạn đối với công trình dân dụng 3 bước thì cấp 1 và cấp 4 chúng ta trả cái cột cấp 4 này. Cấp 3 chúng ta trả cột cấp 3 này. Tương tự như vậy, cấp 1 rồi cấp đặc biệt chúng ta trả cột tương ứng. Tiếp theo chúng ta phụ thuộc vào yếu tố thứ hai, nó phụ thuộc vào là chi phí xây dựng trước thuế là bao nhiêu tỷ đồng. Ví dụ như là 20 tỷ đồng. Đấy, đối với cấp 2 chẳng hạn thì là 2,33%. 50 tỷ đồng đối với cấp 2 chẳng hạn thì là 1,96%. Đấy. Thế nếu mà 37 tỷ đồng đấy, thì chúng ta sẽ nội suy giữa hai con số là gì ạ? Là 2,33% và 1,96% ở đây. Đấy, thì chúng ta nội suy như vậy. Trong đó cái chi phí dựng là chúng ta đã học ở bài học số 8 là cái bảng tổng hợp dự toán chi phí dựng là trước thuế, ký hiệu là G, chúng ta đã biết rồi. Hoặc là tôi lấy ví dụ ở bên phần mềm để chúng ta rõ. Đây, đấy. Đây chính là cái chi phí dựng trước thuế đây. Đấy. Chi phí trước thuế chúng ta sẽ lấy dùng cái con số này để xác định cái sẽ dùng để tính coi như đấy là chi phí dựng trước thuế để tính. Đấy, thông thường là như vậy. Đấy. Tương tự như vậy cho các công trình thiết kế hai bước và các công trình phía dưới như là công nghiệp rồi giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật phía dưới thì cái việc mà tra thì cái tỷ lệ thiết kế phí tương ứng thôi. Đấy. Thế như vậy là chỉ có thiết kế phí thì là chúng ta tra cái tỷ lệ và nội suy nó hơi phức tạp một chút, vì là nó phụ thuộc các yếu tố, thứ nhất là loại công trình, thứ hai là cấp công trình, và thứ ba là phụ thuộc vào thiết kế 3 bước hay là thiết kế 2 bước. Đấy. Và thứ tư là phụ thuộc vào cái chi phí xây dựng trước thuế là bao nhiêu. Đấy. Trong đó thì cái việc mà xác định là thiết kế 3 bước hay là thiết kế 2 bước thì chúng ta tuân thủ theo một cái luật là cái nghị định số 59 năm 2015 do chính phủ ban hành. Thì cái nghị định 59 thì chúng ta tải ở bên sheet luật xây dựng, chúng ta bấm sang sheet luật xây dựng. Đấy, hoặc là vào dự toán này, luật xây dựng thì cũng thế thôi. Thì ở đây nó có cái nghị định số 59 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Đấy, thì chúng ta bấm tải về. Thì nó sẽ ra được cái trang web của cổng thông tin điện tử của chính phủ có địa chỉ là chinhphu.vn. Đấy, thì chúng ta yên tâm rồi, chinhphu.vn thì chúng ta quá yên tâm rồi. Thì có cái nghị định số 59 năm 2015 đây về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Đấy. Thì nó có cái tệp đính kèm phía dưới đây, chúng ta nhìn là chúng ta thấy có cái file đính kèm 59size.pdf. Đấy, chúng ta tải về là chúng ta sẽ có. Đấy. Thế khi tải về xong thì chúng ta mở ra thì nó sẽ tương tự như thế này. Đây, đây chính là cái nghị định số 59 năm 2015 do chính phủ ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Thì ở cái điều số 23 trang số 19, trang số 19 là ở chương 2 về thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Đấy. Điều 23 khoản 2. Đấy, điều 23 khoản 2 nó nằm ở trong chương 3. Đấy. Thì điểm A, B, C thì chính phủ có hướng dẫn là về cái thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình có yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng. Thế còn ở điểm B là chính phủ hướng dẫn là thiết kế hai bước gồm thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng. Và ở điểm C, điểm C là chính phủ hướng dẫn thiết kế ba bước gồm thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công và được áp dụng đối với công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công phức tạp. Đấy. Thế thì chúng ta tham khảo thêm ở cái điều 23 này, cũng như là tham khảo thêm ở cái nghị định số 59 năm 2015 do chính phủ ban hành.
thì chúng ta sẽ xác định được là thế nào là thiết kế 3 bước, thế nào là thiết kế 2 bước, để chúng ta tra cái bảng 2 bước cho nó, hay là bảng 3 bước cho nó đúng. Đấy, chứ cái tỷ lệ thiết kế phí ở 3 bước và 2 bước là khác nhau. Đấy. Như vậy. Như vậy vừa rồi tôi đã hướng dẫn một cái chi phí phức tạp nhất là chi phí thiết kế. Thế còn các cái chi phí khác như là chi phí quản lý dự án chẳng hạn thì nó rất đơn giản. Là loại công trình dân dụng thì chúng ta tra ở dòng 1 là công trình dân dụng. Đây, chúng ta tra ở dòng số 1. Ví dụ như là 50 tỷ thì nó là 2,486%. 100 tỷ thì nó là 1,921%. Thì nếu mà là 75 tỷ chúng ta nội suy giữa 2,486 và 1,921%. Đấy. Công trình công nghiệp ở dòng thứ 2, công trình giao thông ở dòng số 3, công trình thủy lợi ở dòng thứ 4 và công trình hạ tầng kỹ thuật ở dòng số 5. Đấy, thì chúng ta tra, thì nói chung là các cái chi phí khác thì nó khá đơn giản. Hay như tôi lấy một chi phí nữa là chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì cũng thế thôi. Là nó phụ thuộc vào công trình là gì, dân dụng, giao thông hay thủy lợi, rồi chi phí xây dựng và thiết bị trước thuế là bao nhiêu. Lưu ý là có cái chi phí chi phí thiết kế thì nó chỉ phụ thuộc vào chi phí dựng trước thuế thôi. Thế còn chi phí quản lý dự án, rồi là chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo khả thi chẳng hạn vân vân, thì là nó phụ thuộc vào cả chi phí xây dựng trước thuế và chi phí thiết bị trước thuế là bao nhiêu tỷ đồng mà chúng ta sẽ nội suy. Đấy, ví dụ như là 20 tỷ đồng thì đối với công trình giao thông thì nó là 0,345%. Đấy. Nếu là 50 tỷ đồng cả xây dựng và thiết bị trước thuế đấy, đối với giao thông thì nó sẽ là gì ạ? 0,251%. Đấy, tiền lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi vân vân. Đấy, chúng ta tra cái bảng này sẽ có 5 dòng thôi chứ không có gì là khó cả. Đấy, thì nói chung là cả cái quyển 79 này thì về cơ bản nó chỉ là những cái bảng mà nội suy thôi. Đây, tận bảng gần cuối nó toàn là cái bảng nội suy thôi chứ nó không có cái gì khó cả. Đấy, toàn cái bảng nội suy thôi. Đấy, nói tóm lại thì chúng ta cũng không cần phải đi chi tiết từng cái chi phí một, nó cũng hướng dẫn chi tiết làm gì vì nó giống nhau thôi. Nó đi chi tiết nó quá mất thời gian. Đấy. Thì nói tóm lại là hai cái chi phí quan trọng mà trong thông tư 06 này. Đấy. Ở cái trang số 32 này là chi phí quản lý dự án và tư vấn trong tổng đầu tư ấy, thì được nằm ở trong toàn bộ trong cái định mức số 79 năm 2017 do Bộ Xây dựng công bố. Đấy. Đấy, thì để cho nó chi tiết hơn thì chúng ta sang bên phần mềm, thì chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh của nó thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Đây, chi phí quản lý dự án đây. Đấy, chi phí quản lý dự án đây. Thì ví dụ như cái công trình này, công trình này là nó có 3, cái dự án này nó có 3 công trình, là công trình dân dụng này, rồi đường vào dự án, rồi đê kè kênh mương, tức là dân dụng, giao thông, thủy lợi, tức là hạ tầng, nông nghiệp phát triển nông thôn đấy. Còn cái cuối cùng là lắp đặt thiết bị. Thế thì nó có 3 công trình tương ứng với 3 cái phần dân dụng, giao thông, thủy lợi. Đấy, đấy, đây là giao thông. Còn đây là thủy lợi chẳng hạn. Đấy. Thì khi đó thì cái quản lý dự án nó cũng sẽ phân ra. Cái quản lý dự án, chi phí quản lý dự án nó cũng sẽ phân ra là gì ạ? À? Là tương ứng với 3 cái công trình đấy là bao nhiêu. Đấy, ví dụ như là đối công trình dân dụng này thì nó sẽ phải tra cho dân dụng là 1,893% nhân với cả cái chi phí trước thuế đây. Chi phí trước thuế của nó đây. Của cái chi phí trước thuế của đây. Cái quản lý đây, ở cái file này thì là chi phí quản lý dự án, là đây lại là chọn theo cái dự toán gói thầu, chúng ta bỏ đi. Chấp nhận, chúng ta tính lại. Chúng ta tính lại thì lúc này cái chi phí này, chi phí quản lý dự án này, nó sẽ bằng cái tỷ lệ phần trăm này mà nhân với cả cái chi phí xây dựng trước thuế cộng thiết bị trước thuế, tức là N7 cộng N16. N7 đây, N7 là cái cột này là 114,643,978. 114,643,978 đây chính là cái dòng cái giá trị này. Giá trị này thì chính là giá trị trước thuế của cái phần dân dụng. Đấy. Tương tự như vậy, cái phần thủy lợi thì cái này sẽ bằng 3% cái này mà nhân với cả chi phí xây dựng cộng thiết bị trước thuế trong cái tổng mức tư được duyệt. Đấy. Trong cái trường hợp là
Thông thường thì cái được duyệt này thì nó sẽ bằng với cả cái chi phí dựng trước thuế mà chúng ta tính toán. Đấy, chúng ta tính toán ra. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta được, trong thực tế nếu mà trong hợp mà chúng ta xác định được tức là chủ đầu tư cho chúng ta một cái tổng mức đầu tư được duyệt trước, thì chúng ta sẽ bấm vào mục là tổng mức đầu tư ở phía dưới này, tức là gợi ý là nhập chi phí dựng và thiết bị trong tổng mức đầu tư cho các hạng mục hay cho công trình. Đây thì hiện nay tôi đang để là tất cả là bằng 0, tức là tổng đầu tư ước tính dự kiến đấy, xây dựng bằng 0, thiết bị bằng 0, tổng đầu tư được duyệt sau lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi bằng 0, tổng đầu tư được duyệt bằng 0, tất cả cái này bằng 0 hết, 0 này, đề kè bằng 0 hết này. Đấy. Thế thì nếu như mà trường hợp chúng ta để bằng 0 như này thì phần mềm nó sẽ hiểu rằng là nó tính toán được ở đây bao nhiêu. Đây, nó tính toán được bao nhiêu. Nó tự nó tính toán dựa trên cái việc tính dự toán ở bên sheet tổng hợp cái phiệu mục này, nó đưa qua đây. Đấy. Thì cái này tính toán được bao nhiêu thì nó sử dụng được bấy nhiêu. Đấy. Còn nếu mà trường hợp mà chủ đầu tư cho chúng ta một cái tổng đầu tư được duyệt rồi là ước tính dự kiến vân vân thì chúng ta sẽ điền, chúng ta tích vào từng hạng mục một, sau chúng ta điền vào đây. Ví dụ như là hạng mục 1 là cái phần dân dụng. Đấy, dự kiến là bao nhiêu điền vào đây. Đấy, xây dựng dự kiến là bao nhiêu, thiết bị dự kiến là bao nhiêu, chúng ta điền vào đây. Nhưng mà thông thường thì cái này thông thường là không có, mà thường là để phần mềm tự xác định. Đấy. Tuy nhiên nếu có chúng ta điền vào thì phần mềm nó sẽ dựa, nó sẽ được tính các chi phí quản lý dự án rồi các chi phí phía dưới là theo cái con số mà chúng ta nhập vào, chứ không phải con số mà phần mềm đã tính ra ở đây. Đấy. Như vậy là chi phí quản lý dự án, do cái dự án này nó gồm có 3 công trình là dân dụng, giao thông và thủy lợi, thế cho nên là mỗi một cái công trình nó sẽ là có một cái giá trị quản lý dự án khác nhau, tỷ lệ phần trăm cũng khác nhau và công thức tính toán là khác nhau. Đấy. Nó lấy phần trăm của từng cái công trình một nó nhân. Đấy. Hoặc là tương tự như vậy, chi phí thiết kế kỹ thuật chẳng hạn. Đấy. Thiết kế kỹ thuật chẳng hạn thì nó cũng phân ra làm 3 công trình khác nhau. Đấy, vì là trong cái 79 thì mỗi một loại công trình sẽ có một cái tỷ lệ khác nhau. Đấy, cho nên là cái tỷ lệ nó khác nhau và công thức tính nó khác nhau. Công thức tính nó khác nhau. Đấy. Thì đặc biệt của cái phần mềm G8 là gì? Cái bảng tổng hợp này nó hỗ trợ được cho chúng ta cái việc trong một cái dự án gồm có nhiều công trình và mỗi một công trình lại là một loại công trình khác nhau, ví dụ là công trình là dân dụng, công trình thứ hai là giao thông, công trình thứ ba là hạ tầng, công trình thứ tư là thủy lợi chẳng hạn, vân vân, thì nó vẫn xác định được cái tỷ lệ phần trăm. Đấy, thiết kế phí rồi là quản lý dự án rồi là báo cáo vân vân là theo cái tỷ lệ này cho đúng. Đấy rồi thì tất cả những cái mục 4 này, tất cả mục này là nằm ở trong 79 và phần mềm nó tự nó tra chúng ta. Đây. Tất cả tự phần mềm nó tra chúng ta và chúng ta không cần phải làm cái gì cả, miễn là chúng ta khai báo cho nó nhóm công trình dân dụng hay là giao thông hay là nông nghiệp phát triển nông thôn hay là hạ tầng kỹ thuật cho nó đúng. Đấy là một. Vậy cái thứ hai là chúng ta phải khai báo là gì ạ? Cấp công trình là cấp mấy, cấp đặc biệt hay cấp 1, 2, 3, 2, 4. Đấy, thiết kế là mấy bước như tôi đã hướng dẫn rồi. Đấy, chúng ta phải khai báo tất cả các thông tin về nhóm công trình, cấp công trình, loại thiết kế cho đúng thì nó sẽ tra cho chúng ta cái tỷ lệ phần trăm này sẽ đúng chính xác. Đấy. Và cái tỷ lệ phần trăm này tôi lấy ví dụ như ở đây thì nó bằng định mức tư vấn E7, ví dụ 0,226% này. Chúng ta bấm can chuôn mở móc vuông thì nó sẽ sang cái sheet là định mức tư vấn E7. Đây, nó đã nhảy sang đây chúng ta rồi. E đây, 7 đây. Đấy. Thì nó dùng cái công thức để nó nội suy chứ không phải là một con số cố định. Đấy. Cho nên là khi mà chúng ta xốc qua cell thì cái công thức này nó sẽ tự nhảy. Đấy. Nếu như chúng ta thay đổi cái giá trị của công trình. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy. Tiếp theo, bây giờ tôi xuống mục 5 nhỏ là chi phí khác. Chi phí khác. Đấy. Thì nó tương ứng với cả trong thông tư của chúng ta, thông tư 06 là nó có cái mục là GK ở đây. GK ở đây. Chỉ có khác ở đây. Trong cái G khác này thì nó có các cái chi phí như là hạng mục chung thì ở bài video trước tôi đã hướng dẫn rồi.
Ngoài ra nó còn một số các chi phí như là kiểm toán, rồi là thẩm tra phê duyệt kế toán, rồi là thẩm định thiết kế chẳng hạn, thì chúng ta tuân thủ theo cái hiện nay là chúng ta tuân thủ theo thông tư 06 năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành. Thì chúng ta chọn thông tư nào thì phần mềm nó tự nội suy chúng ta đấy. Ví dụ đây, chi phí kiểm toán chẳng hạn là một trong chi phí rất đặc biệt. Chi phí kiểm toán này nó sẽ bằng gì ạ? Bằng cái OD 127, D đây, 127 là đây, thì là 0,524% nó nội suy được, nhân với OK 132, K là cái cột này, K132 đây là cái ô này, đấy, đấy. Ô này với cả ô này thì bản chất nó như nhau, là số tiền nó như nhau thôi. Tôi sẽ bôi màu đỏ chúng ta cùng nhìn cho nó dễ. 182 359 420 491, chỗ này thì nó làm tròn thôi, còn chỗ này là phẩy một đồng thì cũng thế thôi. Đấy. Tức là cái rất khó ở đây là gì ạ? Cái tổng số tư này nó bao gồm cả cái chi phí này, chi phí năm này, và năm này lại bao gồm tất cả cái này, trong đó có bao gồm cả chi phí kiểm toán. Chúng ta thấy đấy ạ, cái công thức của nó đây, nó bao trùm cả cái hình chữ nhật này, tức là nó bao gồm cái kiểm toán độc lập đấy. Cho nên là chúng ta sẽ không thể biết được là, nếu chúng ta làm tay thì chúng ta không thể biết được là à vậy cái tỷ lệ phần trăm là 0,524 này nội suy được ấy có trước, hay là cái tổng số tư sau thuế này có trước để chúng ta nội suy. Đấy, cho nên là chỉ có một cách đặc biệt là phần mềm nó sử dụng một cái thuật toán đặc biệt, một công nghệ đặc biệt, thì để nó mới tính ra được cái tổng số tư là 182 tỷ 359 triệu này, cũng như là cái tỷ lệ phần trăm của kiểm toán độc lập này là 0,524%, một công nghệ đặc biệt. Tương tự như vậy, cái chi phí này cũng vậy, nó cũng lấy cái con số 182 tỷ này, nó nhân tỷ lệ này. Đấy, trong khi đó là cái thẩm tra phê quyết toán này này, nó lại nằm ở trong tổng số tư, và tổng số tư chưa biết thì chúng ta chưa biết được cái thẩm tra này, nhưng mà phần mềm vẫn tính được chúng ta cái tỷ lệ phần trăm 0,344%, cũng như là cái trước thuế, thuế và sau thuế của thẩm tra phê quyết toán ở đây. Đấy. 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 Thì như vậy là trong cái chi phí khác nó có một cái phức tạp ở chỗ là cái kiểm toán, rồi thẩm tra phê duyệt kế toán ấy, rồi thẩm định dự án đầu tư ấy, thì là nó lại dựa trên cái tổng số tư, nhưng mà chúng ta lưu ý rằng ấy là chúng ta phải nội suy phần trăm nhân với cả tổng số tư sau thuế chứ không phải là tổng số tư trước thuế. Thì đây là trong cái hỏi đáp trong thông tin của Bộ Tài chính, người ta đã hướng dẫn rồi, trên website Bộ Tài chính họ đã hướng dẫn. Đấy. Đây. Thì cái để chứng minh cho cái chi phí kiểm toán này nó phải được tính bằng là sau thuế, tổng số tư sau thuế nhân với cái tỷ lệ phần trăm mà chúng ta phải nội suy dựa trên cái chính cái tổng số tư sau thuế này, thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái website của bên dự toán G8. Các bạn vào trợ giúp này, dự toán G8.com này. Sau đó chúng ta vào menu tin tức ở trên cùng. Thì hiện nay ở trang số 3 nó có bài viết về tính chi phí thẩm tra phê duyệt kế toán và kiểm toán độc lập theo tổng số tư sau thuế. Đấy, trang số 3. Sau này có thể đẩy trang xuống trang số thứ 4 nếu như mà chúng tôi cập nhật thêm nhiều bài viết nữa, hoặc trang số thứ 5, thứ 6 v.v. Thì ở đây có một cái đường link để có video hướng dẫn về cái chi phí thẩm tra phê duyệt kế toán chi tiết, cũng như cái đường link tới website của Bộ Tài chính. Tôi mở ra. Đây. Đây là website địa chỉ là mos.gov.vn của Bộ Tài chính, website chính thức. Thì có một câu hỏi của bạn có địa chỉ email như này, bạn hỏi về cái việc tính chi phí kiểm toán rồi thẩm tra vân vân đấy, là trước thuế sau thuế. Thì Bộ Tài chính có trả lời này. Chi phí kiểm toán, đây Bộ Tài chính trả lời đây, là chi phí kiểm toán này sẽ bằng cái định mức chi phí kiểm toán mà trong cái thông tư của Bộ Tài chính ấy, nhân với cả tổng mức đầu tư bao gồm thuế giá trị gia tăng. Tổng mức đầu tư bao gồm thuế giá trị gia tăng có nghĩa là gì ạ? Là tổng mức đầu tư sau thuế, đúng chưa ạ? Đó, và cộng thêm một khoản thuế nữa, thuế VAT nữa, thì thuế VAT này là thuế VAT cho cái việc kiểm toán này. Đó. Thế cho nên là ở trong phần mềm nó sẽ gì ạ? Tôi lấy ví dụ chi phí kiểm toán vậy, nó bằng cái tỷ lệ phần trăm nhân với cái tổng mức đầu tư, mà cái tỷ lệ phần trăm này được nội suy chính theo tổng mức đầu tư này. Hay là thẩm tra phê duyệt kế toán vậy, nó bằng cái tỷ lệ phần trăm này nhân với tổng mức đầu tư này. Ở trong đó cái tỷ lệ này 0,344% này là nội suy dựa trên tổng số tư 182 tỷ 359 triệu này. Đấy.
Thế như vậy chúng ta lưu ý là Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết là phải lấy gì ạ? Trước thuế của thẩm tra phê duyệt kế toán, của kiểm toán, rồi là thẩm định dự án đầu tư xây dựng. Đây. Cũng đều phải tính theo tổng đầu tư sau thuế. Đấy. Sau đó thì tôi lấy ví dụ kiểm toán thì nó vẫn có 10% của VAT ở đây. Đấy. Sau đó thì sau thuế mới bằng là trước thuế đấy cộng với thuế ra được sau thuế của kiểm toán, vân vân. Đấy. Đấy, như vậy vừa rồi thì tôi đã hướng dẫn về cơ bản các cái chi phí ở mục 5 này. Tiếp theo mục số 6 là chi phí cuối cùng là chi phí dự phòng, thì có dự phòng khối lượng phát sinh, dự phòng do trượt giá. Thì cái này tôi đã có một video hướng dẫn chi tiết về chi phí dự phòng. Thì chúng ta tìm trên website của Dự toán của 8 hoặc là trên YouTube có cái bài viết về có cái video hướng dẫn rất chi tiết về chi phí dự phòng này rồi. Đấy. Cũng như ở mục 5 nhỏ thì có mục là chi phí hạng mục chung. Thì trên website của Dự toán G8 cũng như là trên YouTube thì cũng đã có một cái video hướng dẫn rất chi tiết các cái hạng mục chung, chi phí hạng mục chung. Trong đó có lán trại nhà tạm, có công tác không xác định được khối lượng thiết kế, rồi là các cái hạng mục chung còn lại. Là chúng tôi đã có một cái video rất chi tiết thì chúng ta tham khảo thêm. Ở đây có một cái lưu ý là chi phí thiết bị. Chi phí thiết bị thì chúng ta là tách làm hai phần, một là chi phí mua sắm thiết bị và thứ hai là chi phí lắp đặt thí nghiệm hiệu chỉnh. Đấy. Thì trong đó cái chi phí mua sắm thiết bị này chúng ta thấy công thức của nó bằng gì ạ? Tổng hợp chi thiết bị F19. Chúng ta bấm Ctrl mở móc vuông. Thì F đây, 19 chính là cái dòng này của sheet tổng hợp chi thiết bị. Thì đối với công trình này ấy là chúng ta khai báo là có hai cái thiết bị là thang máy và camera, thang máy 6 cái rồi camera là 75 cái với tổng số tiền là như thế này. Sau thuế là 10 tỷ, trước thuế là 9 tỷ 202 triệu. Thì nó sẽ lấy cái 9 tỷ 202 triệu trong tổng hợp chi thiết bị, tức là cái phần mua sắm thiết bị này, 9 tỷ 202 nó sẽ đưa qua đây. 9 tỷ 202. Đấy, trước thuế, chi phí trước thuế. Đấy. Thuế là 920 triệu, sau thuế là 10 tỷ 122 triệu. Thế còn cái chi phí lắp đặt thiết bị này thì trong thông tư 06 năm 2016 Bộ Dựng dẫn ấy, thì là chúng ta phải tính một cái dự toán. Tính một dự toán. Thì để chi tiết hơn ấy, thì chúng ta tìm trên website của Dự toán G8 cũng như là trên YouTube có một cái video hướng dẫn về bảng tổng hợp chi phí thiết bị. Thì chúng tôi hướng dẫn chi tiết hơn. Tuy nhiên ở đây thì tôi hướng dẫn lại chi tiết, hướng dẫn sơ bộ một chút là riêng cái chi phí lắp đặt thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị này thì chúng ta phải lập một cái dự toán như bình thường thôi. Ví dụ như chúng ta lập một cái hạng mục phần móng, phần thân công trình như nào ấy thì chúng ta lập tạo một cái lắp đặt thiết bị như vậy là gì ạ? Mã là HM, tên là lắp đặt thiết bị cái gì đó, chúng ta viết thêm cái chữ gì đấy để mô tả cho cái hạng mục đấy tùy. Như vậy là chúng ta tạo một hạng mục mới với mã là gì ạ? Là HM, tên là lắp đặt thiết bị gì đấy, A, B, C, X, Z thì chúng ta thêm vào tùy. Sau đó phía dưới chúng ta điền các loại thiết bị, chúng ta mã, tên, đơn vị. Ví dụ đây là lắp đặt thang máy là số lượng là 6 cái, đơn giá nhân công là 50 triệu đấy. Một cái đơn giá máy là 89 triệu cái chẳng hạn đấy. Nguyên phần lắp đặt chứ không phải phần mua cái hệ thống thang máy đâu. Camera chẳng hạn 75 cái, cái nhân công lắp đặt là 450 một cái đấy. Máy là các loại máy để đo thử vân vân thì là 55.000 đồng một cái, chưa tính vật liệu, đây thì không tính là cái tiền thì đưa vào thiết bị rồi, chúng ta không đưa vào đây nữa, vân vân. Hoặc là chúng ta có thể nhập các cái đầu việc mà nó có trong định mức trong đơn giá cũng như bình thường thôi, không vấn đề gì cả. Sau đó chúng ta vào menu công trình, hệ số chi lắp, hệ số chi phí lắp, sau đó thì chúng ta chọn cái hạng mục mà lắp đặt thiết bị đấy, sau đó chúng ta chọn là loại mục là gì ạ? Lắp đặt thiết bị. Đấy, lắp đặt thiết bị ở dưới cùng này. Đấy. Sau đó chúng ta bấm chấp nhận là xong. Đấy. Thế thì sau khi chúng ta báo là đây là thiết bị thì ở trong cái bảng tổng hợp chi phí dựng này, chúng ta nhớ đây là lắp đặt tên của lắp thiết bị nhé. Thì trong này chúng ta sẽ không có, chúng ta không có lắp đặt thiết bị ở đây. Chúng ta thấy ạ, có 4 hạng mục đúng không? Khoan cọc này, đường này, kênh mương này, lắp đặt thiết bị. Thì ở đây chúng ta chỉ có 3 thôi, khoan cọc, đường, kênh mương. Chứ lắp đặt thiết bị nó không tính vào cái bảng tổng hợp dự toán chi phí dựng này. Đấy. Mà nó đưa cái phần mà 974 triệu này, nó lấy là tổng hợp phim mục H72. Chúng ta bấm tổ hợp phím là Ctrl mà móc vuông, chúng ta thấy tổng hợp phim mục tức là bảng tổng hợp dự toán chi phí dựng đấy ạ. Tức là nó cũng phải lập một cái bảng dự toán gồm có gì ạ? Có trực tiếp phí, gồm có vật liệu, nhân công, máy, nếu có chi phí chung thu nhuận thuế trước,
rồi là thuế VAT sau thuế vân vân, nó như một cái hạng mục xây dựng hay lắp đặt bình thường ấy. Đấy. Thì trước thuế của nó ở đây là 974.846.000 974.846 thì nó sẽ đưa qua đây chúng ta, 974.846 nó đưa qua đây chúng ta. Đấy. Thế như vậy là trong phần mềm G8 có hỗ trợ chúng ta gì ạ? Có phần mua sắm thiết bị riêng ở cái sheet tổng hợp chi thiết bị. Đấy. Và có phần lắp đặt thiết bị. Đấy. Phần lắp đặt thiết bị mà chúng ta phải lập một cái dự toán, thì nó chung với các cái phần mà xây dựng, hay là phần móng, phần thân, phần mái, hay là phần ta luy, hay phần đường chẳng hạn, thì đều chung ở một cái sheet tổng hợp phiếu mục này. Và tất nhiên khi chúng ta in ra thì mỗi một cái bảng này nó sẽ nằm trong một trang giấy khác nhau, chứ không bao giờ chúng ta in chung cả. Đấy, thì đây là phần thiết bị của công trình. Thế còn phía trên này là cái phần kênh mương bao quanh dự án. Còn trên cùng này là gì? Một cái phần dân dụng chẳng hạn. Đấy, thì nói chung. Đấy. Và chúng ta được quyền là tạo ra N cái hạng mục lắp đặt thiết bị đây. Đây tôi mới tạo ra một thôi. Nếu chúng ta muốn tạo một hạng mục lắp đặt thiết bị nữa, chúng ta điền mã HM tên cái hạng mục đấy và lập tức điền các cái tên đầu việc giống như thế này ở phía dưới cũng được, không sao cả. Sau đó chúng ta khai báo hệ số chi lắp. Chúng ta chọn cái hạng mục đấy, chúng ta chọn là lắp đặt thiết bị. Đấy. Ví dụ như đây là gì ạ? Là xây dựng này. Cái này nó xây dựng, cái này nó xây dựng, nhưng cái cuối cùng này là gì ạ? Là lắp đặt thiết bị. Chúng ta có thể có 1, có 2, có 3 hạng mục được quy định là lắp đặt thiết bị cũng được, không sao cả. Đấy. Đấy, đó là một cái lưu ý một chút về cái chi phí thiết bị. Thì chúng ta xem thêm một cái video về thiết bị để chúng ta hiểu thêm cho rõ hơn. Và một lưu ý nữa là trong cái bảng sheet tổng hợp chi phí này, tức là cái bảng mà thể hiện về tổng đầu tư, thì mặc định thì phần mềm dự toán G8 cho đưa ra tất cả các chi phí có thể có. Đấy, ví dụ như là chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, rồi nghiên cứu khả thi, rồi lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Đấy. Rồi là thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi chẳng hạn, vân vân. Rất nhiều các chi phí thì G8 đưa hết ra. Tại sao như vậy? Bởi vì là G8 chưa thể biết được là trong cái thực tế cái dự án đó hay công trình đó là chủ đầu tư cũng như là đơn vị lập dự án, quản lý dự án ấy là thực hiện những cái giai đoạn nào, những chi phí nào. Đấy, do đó là chúng ta thông thường là chúng ta phải loại bớt những cái chi phí mà trong cái dự án của chúng ta hoặc là trong công trình của chúng ta nó không có. Cái cách mà thực hiện như sau: chúng ta kích vào cái mục là chọn chi phí ở thanh công cụ phía dưới cùng màn hình như thế này. Đây, chọn chi phí đây. Đấy, thì nó gợi ý là chọn hoặc là bỏ các khoản mục chi phí trong tổng hợp dự toán xây dựng công trình. Đây, thì chúng ta bỏ đi. Ví dụ như bây giờ chúng ta, tôi giả sử là trong cái này là chúng ta có chi phí lập hồ sơ mời thầu. Lập hồ sơ mời thầu do cái chúng ta tra nội suy ở trong cái định mức 79 năm 2017 do Bộ Xây dựng công bố. Tên của nó là chi phí lập hồ sơ mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng. Tuy nhiên thì cái nghị định số 63 năm 2014 của Chính phủ thì cũng có một loạt các chi phí liên quan đến việc là lập hồ sơ mời thầu. Ví dụ như người ta phân ra làm rất nhiều bước khác nhau, ví dụ lập hồ sơ mời quan tâm, rồi thẩm định hồ sơ mời quan tâm, rồi là lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, rồi là thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, rất là nhiều. Đấy. Thì ở đây có một cái gợi ý ở phía dưới là chọn nhanh. Chọn nhanh thì mặc định là chọn tất cả. Đấy. Thì chúng ta có thể là chỉ để là cái chi phí lựa chọn nhà thầu chẳng hạn, chi phí lựa chọn nhà thầu xây dựng là theo nghị định của Chính phủ, theo nghị định của Chính phủ, hay là lựa chọn nhà thầu xây dựng theo cái định mức của định mức tư vấn của Bộ Xây dựng. Bây giờ ví dụ tôi chọn là theo định mức tư vấn của Bộ Xây dựng, thì chúng ta thấy rằng là nó chỉ còn lại mỗi cái chi phí là 4.21 là chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng. Thì chính cái này là theo cái định mức quy định của Bộ Xây dựng, ví dụ như là định mức 79 năm 2017 về tư vấn chẳng hạn. Đấy. Thì và các cái chi phí liên quan đến hồ sơ mời thầu mà được quy định ở trong cái nghị định 63 năm 2014 do Chính phủ ban hành đấy, thì nó sẽ loại bỏ đi. Đấy, chúng ta thấy là tất cả cái này nó bỏ tích đi chúng ta. Hoặc là nếu ngược lại chúng ta lại không, chúng bảo không, cái này là chủ đầu tư yêu cầu là chúng ta phải tuân thủ theo tất cả những cái chi phí mà trong nghị 63 về lập hồ sơ mời thầu, rồi đánh giá hồ sơ thầu vân vân đến tận đây. Nó rất là dài.
Đấy, đến tận cái cuối cùng là chi phí cho hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu theo nghị định 63 năm 2014 chẳng hạn. Đấy, rất nhiều, từ 4.22 mà đến tận 4.29. Đấy, tức là chúng ta sẽ có tổng cộng là 8 cái chi phí. Từ 22 đến 29 là 8 chi phí. Đấy. Thế thì chúng ta có thể chọn nhanh bằng cách là chúng ta chọn là lựa chọn nhà thầu xây dựng theo nghị định của chính phủ. Đấy. Thì lập tức là gì ạ? Từ cái 4.29 lên đến 4.22 phía trên này là nó được tích. Đấy. Thế còn cái 4.21, 21 là lựa chọn theo định mức 79 của Bộ Xây dựng thì nó sẽ tự bỏ chúng ta. Đấy. Tất nhiên là nếu như mà chúng ta làm tay thì chúng ta có thể là bỏ tích này đi cũng được thôi. Đấy, chúng ta bỏ tay thì cũng được thôi, nhưng mà nó hơi mất công một chút và có thể là có nhiều người cũng sẽ không biết được là nên chọn theo cái gì. Đấy. Đấy. Sau đó thì chẳng hạn như đây chúng ta chọn cái này. Đấy, thì chúng ta làm tay cũng được thôi. Đấy. Thì tôi lấy ví dụ như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm chấp nhận. Chấp nhận. Thì phần mềm nó sẽ tính lại. Đấy, 4.19, 4.20, 4.21. Là nó chỉ còn lại mỗi cái chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công ấy là theo cái định mức 79 của Bộ Xây dựng thôi. Đấy. Đấy. Tương tự như vậy, chúng ta có thể chọn hoặc là bỏ các chi phí khác trong một cơ số các chi phí này, tùy theo cái nhu cầu của chúng ta. Đấy. Ví dụ như là lúc nãy chúng ta đã được học về cái thiết kế một bước, hai bước, ba bước chẳng hạn. Đấy. Ví dụ như là thiết kế lập đấy thì là tiền khả thi, rồi khả thi, rồi lập báo cáo kinh tế kỹ thuật chẳng hạn, vân vân, thì chúng ta bỏ cái thứ nào trong cái thứ đấy giữ lại chúng ta tích, còn bỏ đi thì chúng ta bỏ cái dấu tích ở đây, ở cái cột chọn này là xong thôi. Đấy, sau đó chúng ta bấm chấp nhận. Đấy. Rồi, đó là cái vấn đề về chọn chi phí. Thì chúng ta sẽ tùy theo công trình, tùy theo yêu cầu của chủ đầu tư đấy, mà chúng ta đưa ra quyết định cái việc là chọn cái chi phí nào và bỏ cho chi phí nào trong cái lựa chọn là chọn chi phí ở thanh công cụ phí dưới cùng màn hình này. Đó. Tiếp theo một vấn đề nữa là chúng ta liên quan cái vấn đề về sửa mẫu. Đấy. Thì ví dụ như trong tất cả nhiều cái chi phí ở phía trên này cũng như là chi phí khác ở phía dưới này, chúng ta thấy rằng là thiếu mất một chi phí mà trong thực tế cái dự án của chúng ta nó mới có, mà không được quy định ở trong cái các cái thông tư hay là các cái định mức của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, vân vân, mà nó là một cái chi phí mới tinh mà chỉ có cái dự án này nó mới phát sinh ra thôi. Đấy, thì chúng ta làm thế nào để chúng ta đưa cái chi phí mới đấy nó vào trong cái mục 5 là chi phí khác chẳng hạn. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cái cách để chúng ta thử. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái mục là sửa mẫu tổng hợp kinh phí ở thanh công cụ phía dưới cùng màn hình này. Thì lúc đó phần mềm G8 nó sẽ hiện ra cái mẫu file mẫu tổng hợp kinh phí .xls ở trong thư mục là ổ thông thường. Ví dụ như chúng ta cài cái phần mềm G8 ở ổ C thì cái file mẫu này nó sẽ nằm ở thư mục là ổ C này, thư mục G8 này, thư mục cấu hình, và nằm trong file mẫu tổng hợp kinh phí viết tắt .xls, tức là file Excel đấy ạ. Và hiện nay tôi đang mở cái Excel ra. Thế thì giả thiết bây giờ tôi yêu cầu là tôi đưa 1, 2, 3, 4, 5 tùy bao nhiêu chi phí vào đây cũng được, bao nhiêu chi phí nữa vào đây cũng được, không có vấn đề gì cả, bất kỳ vị trí nào. Nhưng mà thôi thì tôi đưa ra một cái chi phí mới chẳng hạn. Đấy. Ví dụ bây giờ tôi nháy phải đây, tôi chọn là đây tôi hạng mục chung đây, tôi sẽ nháy phải ở đây, tôi điền. Chúng ta sẽ cố gắng đi từ cái cột đầu tiên là cột số tự, cột khoản mục chi phí, ký hiệu, định mức, vân vân, tất cả những cái này là cột cuối cùng, cột mã tính thì chúng ta điền cho đầy đủ. Đấy. Thế thì bây giờ cái cách làm là chúng ta nên nhìn vào cái các cái chi phí phía trên xem là ký hiệu như nào, nó tương tự nào, chúng ta điền tương tự thôi. Đấy, tôi lấy ví dụ bây giờ số tự là tôi điền 5.2 a chẳng hạn. Đấy. Tôi sẽ điền một cái tên đó là chi phí mới. Tôi gõ dấu tiếng Việt nhé. Chi phí mới. Mới này. A, B, C, X, Y, Z. Trong đó cái A, B, C, X, Y, Z là cái tên gì đó mà chúng ta mô phỏng cho nó phù hợp với cái thực tế của cái chi phí đó, thể hiện được đầy đủ cái ý nghĩa cũng như là cái bản chất của cái chi phí đó, ngắn gọn thôi nhưng mà phải đầy đủ ý nghĩa. Thì tôi tạm gọi là ABCGZ là đại diện thôi, chung thôi nhé. Và tôi thêm chữ mới để lát nữa chúng ta trở sang phần mềm thì chúng ta phân biệt nó dễ.
Ok. Ký hiệu là G. G mới. Đấy. A, B, C. Tôi lấy ví dụ vậy. Hay là chúng ta ghi là GK1, GK2.1 đi. GK2.1 cho nó đồng bộ với cái phía trên này. Tất nhiên chúng ta ký hiệu là gì cũng được nhé. Rồi. Tiếp theo các cái cột định mức, cột DE, F là các cái cột về định mức hệ số cách tính. Thì chúng ta có thể điền hoặc không điền cũng được, mà tốt nhất là không điền. Không điền gì cả, để khi mà tùy từng công trình thì chúng ta sẽ tự đặt cái định mức này, tự đặt cái hệ số này và cho nó phù hợp thì nó thuận tiện hơn. Đấy. Tuy nhiên nếu mà chúng ta điền vào đây, vào cái ô cột D là cái định mức và cột E là hệ số ở đây, thì tất cả công trình sẽ bị mặc định là phải tuân theo cái định mức và cái hệ số ở cột D và cột E. Đấy, theo như trong mẫu thì nó không được mềm dẻo lắm. Cho nên là tôi khuyến nghị là chúng ta để cái cột định mức hệ số ở cột E này để trắng, không có gì cả. Như hiện nay chúng ta không có gì, không có gì, hai ô này để trắng. Đây, để trắng. Đấy. Và cái chi phí sau thuế này chúng ta cũng nên để trắng. Cái cột G, G là tôi xin lỗi, cái cột G là chi phí trước thuế chúng ta nên để trắng, để lát nữa chúng ta sẽ tự điền công thức sau. Đấy, chúng ta điền công thức sau thì nó mới mềm dẻo, chứ nếu chúng ta điền công thức trước thì tất cả các công trình của chúng ta đều phải theo công thức đó thì nó không được mềm dẻo lắm. Nói tóm lại là tất cả các cột D, E, F, G này chúng ta nên để trống. Cột thuế thì dễ rồi, thì thông thường nó bằng 10% nhân với cả cột gì ạ? Cột trước thuế, đúng chưa? Thuế VAT sẽ bằng 10% của trước thuế. Và sau thuế thì đương nhiên nó sẽ bằng gì ạ? Bằng trước thuế cộng với cả thuế, đúng chưa ạ? Chúng ta nhìn ạ. Trước thuế là cột G, thuế là cột H và sau thuế là cột Y. Đó, thì cái cột Y sẽ bằng gì ạ? Cột G cộng cột H. Xong. Đấy. Tiếp theo thì cái cột ngoài cùng này chúng ta bắt buộc phải cho nó một cái ký hiệu, một cái mã G khác. Và khác 2.1 chẳng hạn. Và lưu ý rằng là cái ký hiệu này, tôi lấy ví dụ như là GK2.1 này, không được trùng với bất kỳ các cái ký hiệu nào đã có ở trên cũng như đã có ở phía dưới này. Đấy, thì làm sao cái này chúng ta phải là duy nhất. Thì cái gợi ý là gì ạ? Thông thường thì cái tên cái chi phí này là gì? Đấy, thì thông thường là cái mã tính toán của nó ở cột G này sẽ là những chữ viết tắt. Tôi lấy ví dụ như chi phí giả pháo bom mìn vật nổ chẳng hạn thì là G bom mìn. Đấy, đúng chưa? Chi phí hạng mục chung thì nó là GHMC, HMC tức là viết tắt của hạng mục chung đấy ạ. Đấy, hay là ví dụ trên này là chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn chẳng hạn thì nó là gì ạ? G thầu tư vấn viết tắt chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta nên theo cái cách viết tắt như vậy thì chắc chắn là không bao giờ các cái mã này nó trùng nhau. Ok chưa ạ? Chúng ta phải lưu ý là không cho trùng nhau. Như vậy nó tóm lại là tất cả các cột A, B, C ở đây chúng ta phải điền cho nó đúng ý nghĩa và đúng tên. Đấy. Cột D, E, F, G chúng ta nên để trống, bởi vì là khi vào phần mềm G8 lúc đó chúng ta mới điền hệ số định mức. Đấy. Và điền công thức tính ở cột G này cho nó mềm dẻo, uyển chuyển, không cứng nhắc, tính theo một cái gì cả. Đấy. Cột trước thuế, thuế VAT và sau thuế thì đương nhiên chúng ta điền sẵn rồi. Rồi ok. Sau đó thì chúng ta lưu. Đấy, xếp cái file mẫu lại thì Excel sẽ xếp cho ta. Sau đó chúng ta đóng Excel. Sau khi đóng xong đấy, thì G8 nó sẽ chúng ta thấy đây ạ, một cái dòng ạ là năm nhỏ là chi phí khác, thì có sẽ mục là 5.2A là chi phí mới ABC, ký hiệu là GK2.1. Đấy, và bây giờ chưa có gì cả. Đây cũng chưa có gì cả. Đây tuy có công thức nhưng mà nó bằng không cho nên nó không thể hiện. Đây cũng thế, cũng là bằng gì ạ? Trước thuế cộng cả thuế ra sau thuế, nhưng mà vì hai cái ô này nó bằng không cho nên là nó chưa thể hiện gì cả. Chúng ta kệ nó. Thế bây giờ khi vào phần mềm rồi chúng ta mới điền cái cột D. D là cột định mức, đúng chưa? Cột E là cột hệ số, chúng ta nhớ nhé. D định mức, E hệ số và gì ạ? G là cột chi phí trước thuế. Chúng ta sẽ điền vào ba cột đó cho nó mềm dẻo, uyển chuyển. Mỗi một công trình là một cái công thức khác nhau cũng được. Đó. Tôi lấy ví dụ như cột D là cột định mức thì tôi điền hệ số là 5,9%. Đấy. Cái OE là ô hệ số tôi điền là tôi do một cái trường hợp đặc biệt nào đó nó phải nâng hệ số lên 1,35 lần. Đấy. Và cái trước thuế này, cái cột G là trước thuế thì tôi sẽ định nghĩa nó bằng gì ạ? Riêng cái chi phí mới này nó sẽ bằng gì ạ? Bằng, tôi điền công thức vào bằng cái gì ạ? Định mức 5,9%.
nhân với cả cái hệ số điều chỉnh nâng lên 1,35 lần, nhân với cả một cái chi phí nào đó phía trên. Tôi lấy ví dụ như là chỉ nhân với cái chi phí của phần dân dụng là phần cọc khoan nhồi thôi. Đây, tôi nhấn trước thuế của cái này, Enter. Đấy. Thế thì sau khi mà chúng ta nhấn Enter xong thì ở cái mục 5.21A này thì nó sẽ có công thức ạ. Chúng ta nhìn ạ. Nó lấy D 116 nhân E 116 nhân G7, công thức nó đây. Đấy. Thế thì D là cái định mức này, E là cái tỷ lệ 1,35 lần nó nâng lên này. Để tùy, có thể để ở, chúng ta không có cái này cũng được nhé. Thì chúng ta không nhân với cái cột E này cũng được nhé, tùy chúng ta. Sau đó nó nhân với cả cái gì ạ? Cái chi phí xây dựng trước thuế của cái phần dân dụng này trong cái dự án này. Đấy. Đấy. Xong đó thì một cái dự án khác thì chúng ta lại cho nó bằng, có thể là không phải nhân với cái này nữa, giả sử một file công trình khác mà nó có 3-4 công trình trong một hạng mục chẳng hạn, thì chúng ta lại nhân với cả cái giá trị của hạng mục thứ 3 hay của công trình thứ 3 này, hay thậm chí chúng ta lại nhân với cả ba thằng này cộng lại cơ, tức là chúng ta nhân với cái này chẳng hạn. Đấy, thì cũng tùy thôi. Như vậy là tóm lại là chúng ta nên là ba cái cột là D, E là định mức hệ số và gì ạ, và trước thuế này, đối với những cái chi phí mà đặc biệt là chúng ta thêm vào sau này, chi phí mới chúng ta thêm vào, thì chúng ta nên là vào đây rồi chúng ta mới điền các cái giá trị ở cột D, E và G này sau cho nó mềm dẻo, uyển chuyển. Đấy, thế như vậy vừa rồi. Và tương tự như vậy, không chỉ là một cái chi phí mới ABC này, chúng ta có thể thêm 2, 3, 4, 10 vân vân, chi phí mới D, E, F, G, H, A, K vân vân. Đấy, chúng ta thêm bất kỳ một cái chi phí mới nào vào. Và sau đó khi chúng ta lưu công trình lại, ghi công trình, xếp công trình lại và chúng ta mở ra 3 tháng sau, 3 năm sau hay là 1 tháng sau chúng ta mở ra, thì cái chi phí này nó vẫn còn giữ nguyên. Đấy, giữ nguyên công thức cũng như là giá trị. Cũng như là chúng ta chuyển cái công trình này sang một cái máy tính khác. Đấy, ví dụ chúng ta ở chuyển sang một máy tính khác ở một tỉnh khác chẳng hạn, chuyển đến chủ đầu tư họ ở tỉnh khác, thì khi người ta mở ra ấy, thì cái chi phí mới ABC nó vẫn còn với cái định mức là 5,9%, cái hệ số nó nâng lên là 1,35 lần và số tiền nó vẫn như thế này, 9 tỷ 131 triệu như thế này. Đấy, đây là trước thuế, sau thuế là 10 tỷ 044 triệu, vẫn như này cho chúng ta. Đấy, thì là đây là một cái điểm rất là tuyệt vời mà nó giúp cho các đơn vị quản lý dự án, các chủ đầu tư, các đơn vị lập dự án là tạo những cái chi phí mới bất kỳ ở đây mà không phụ thuộc vào cái việc gò bó phải tra những cái định mức như thế này theo cái định mức 79 năm 2017 của Bộ Xây dựng, hay là định mức số cái thông tư 09 năm 2016 của Bộ Tài chính chẳng hạn, vân vân. Thì chúng ta hoàn toàn có thể có những cái chi phí mới bất kỳ theo một định tỷ lệ, định mức bất kỳ. Đấy, với một cái công thức tính toán bất kỳ. Đấy. Vâng. Đấy. Như vậy là với bài học số 15 này thì tôi đã hướng dẫn rất chi tiết để chúng ta xác định được cái tổng hợp dự toán công trình, hay gọi tắt là tổng đầu tư. Đấy, nếu như chúng ta có đầy đủ các chi phí như là đất đai, thuê quyền sử dụng đất, rồi mua quyền sử dụng đất, rồi là đền bù giải phóng mặt bằng vào, thì chúng ta sẽ có một cái bảng được gọi là tổng đầu tư. Đấy. Bây giờ thì vừa rồi thì thực chất là tôi đã hướng dẫn rất chi tiết các cái thành phần chi phí trong bảng này theo thông tư 06 của Bộ Xây dựng, cũng như là cái cách thực hành ở trên phần mềm G8. Đó. Thì bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần tiếp theo là chúng ta làm một cái bài tập. Thì chúng ta sử dụng các cái công trình mà chúng ta đã làm ở các cái bài học trước về bảng tổng hợp dự toán chi phí dựng. Đấy, thì chúng ta tiếp tục lấy cái bài tập đó ra để chúng ta làm, để xác định được tổng đầu tư của cái công trình mà chúng ta đã xác định chi phí xây dựng. Đấy. Thế thì hôm trước là chúng ta đã học cái bài là gì ạ? Thực hành việc tính và thể hiện bảng tổng hợp dự toán chi phí dựng công trình rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp, chúng ta dựa trên cái bài cái kết quả mà hôm trước chúng ta đã tính dự toán đấy ạ, tính chi phí dựng trong dự toán đấy ạ. Bây giờ chúng ta thực hành và tính, việc tính và thể hiện bảng gì ạ? Tổng hợp dự toán xây dựng. Dự toán xây dựng công trình, hay được gọi là tổng mức đầu tư đấy ạ. Tổng mức đầu tư cho các cái công tác. Chúng ta nhớ là chúng ta điều chỉnh lại cái đề bài chút là gì ạ? Mà hôm trước là chúng ta đã tính tổng hợp chi phí dựng rồi, bây giờ chúng ta tính tổng đầu tư cho một cái công trình nhỏ thôi. Từ chúng ta chỉ cần làm 3 trong số 5 công tác này thôi. Tôi gợi ý là 3 trong 5 công tác này. Chúng ta có thể là gì ạ? Chúng ta có thể là lấy 3, 4, 5 công tác mà trong thực tế chúng ta đang thiết kế.
công ty chúng ta đang thiết kế hoặc công ty chúng ta đang xây dựng chẳng hạn để chúng ta làm, thì có lẽ sẽ hợp lý, sẽ có thể là sẽ hào hứng hơn so với việc là ba hoặc năm công tác giả định của tôi. Cái đó là tùy thôi. Đấy. Thì tôi gợi ý là gì ạ? Là chúng ta dựa vào cái kết quả của việc tính tổng hợp dự toán xây dựng này rồi, tổng hợp chi phí dựng mà chúng ta đã là học ở bài học số 8, số 2, số 9 trước, kết hợp với việc là chúng ta tính gì ạ? Tính hạng mục chung. Đấy. Kết hợp với tính dự phòng. Sau đó thì chúng ta thể hiện một cái bảng để tính tổng hợp dự toán tương tự như thế này. Đấy, hay là chúng ta đừng dùng cái kết quả này, đừng dùng cái bảng này chúng ta nhìn, mà chúng ta dở cái thông tư 06 năm 2016 ở bảng 2.1 ra. Đấy, bảng 2.1 ra là bảng trong thông tư 06 ở trang số 38 ấy. Đấy, chúng ta mở ra, chúng ta xem mẫu, chúng ta kẻ bảng làm trong Excel y xì như vậy. Đấy, làm xong rồi thì chúng ta mới so sánh phần mềm thì sẽ hiệu quả hơn. Đấy, tránh dùng phần mềm để chúng ta nhìn ngay kết quả thì nó không được khách quan lắm. Đó. Đấy. Thế như vậy là với cái bài học số 15 này, tôi đã hướng dẫn toàn bộ cái việc xác định tổng đầu tư, bao gồm các cái chi phí như là xây dựng, rồi thiết bị, rồi quản lý dự án, rồi là tư vấn đầu tư dựng. Trong đó quản lý dự án và tư vấn tôi đã hướng dẫn rất chi tiết theo quyết định mức số 79 năm 2017 do Bộ Xây dựng công bố. Đấy. Cũng như là các cái chi phí khác ở phía dưới này, như là hạng mục chung, rồi là các cái chi phí do các bộ khác, như là thông tư 09 năm 2016 Bộ Tài chính hướng dẫn về gì ạ, về kiểm toán, rồi về thẩm tra phê duyệt quyết toán, vân vân. Hay là ví dụ thẩm định dự án đầu tư theo thông tư 209 năm 2016 của Bộ Tài chính, vân vân, tôi hướng dẫn kỹ. Cũng như là cuối cùng thì chúng ta cộng với chi dự phòng thì chúng ta sẽ xác định được tổng đầu tư của một cái dự án hay một công trình, làm tròn ở đây. Trong quá trình thực hành, rồi học tập hay là làm việc trong thực tế, trong thực tế sau này chúng ta làm việc, chúng ta xác định làm một cái dự án thực sự có vấn đề gì cần trao đổi thêm, hoặc là đơn giản là đóng góp ý kiến để làm sao cho nó hiệu quả hơn, thì các bạn vui lòng vào trợ giúp, đóng góp ý kiến với G8 Hoàng Hà, hoặc là vào trang web là dự toán g8.com. Như vậy là tôi xin phép được kết thúc cái video này đây. Và trước khi kết thúc thì tôi một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian lắng nghe và học hỏi thêm được gì, một hai điều gì đó ở đây trong cái video này thì tốt. Và rất mong muốn được hẹn gặp lại ở các bạn ở các cái video sau, nói về chiết tính, nói về hồ sơ đấu thầu, hay nói về việc là làm quyết toán công trình. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn.